Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết từ tháng 6 đến ngày 29 tháng 9 năm 2023, toàn tỉnh ghi nhận 33.120 trường hợp đau mắt đỏ, đa số là học sinh. Trước thực trạng này, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đang triển khai các biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của bệnh. Trong số hơn 30.000 ca bệnh đau mắt đỏ thì có hơn 29.000 ca được ghi nhận trong các trường học. Ba huyện ghi nhận số ca mắc nhiều nhất là Buôn Đôn, Chư Quynh và Chư Mực Ga đều ở mức trên 2.000 ca. Trước tình hình bệnh đau mắt đỏ đang lây lan nhanh trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là ở lứa tuổi học sinh, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắc đã phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường các hoạt động điều tra, giám sát, cách ly và truyền thông về các biện pháp phòng chống tại trường học và cộng đồng. Cùng với đó, các cơ sở y tế cũng đã chủ động nguồn thuốc để cung cấp kịp thời cho những trường hợp bị bệnh và sẵn sàng thu dung điều trị bệnh nhân. Ngành y tế cũng đã chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện tăng cường giám sát, điều tra và xử lý ổ dịch khống chế không để lây lan rộng.